Lại với số công vụ của Toàn, thì hôm nay Toàn có đơn hàng đi Cao Bằng của anh Lê Văn Hoàng. Thì nhân đây thì mình cũng có giới thiệu luôn cho các bạn là đơn hàng này rất chỉ là đầy đủ các dụng cụ tập võ, lăm bộ chân, lăm bộ tay và bóng quản xạ và bao cát. Đây đây là bóng quản xạ nhé. Thì trong bóng quản xạ thì mình giới thiệu luôn cho các bạn rằng đây dường như là gần như là đầy đủ đồ tập luôn này. Đây là bóng phản xạ hai đầu dây, khi mà mình bơm lên thì bóng nó sẽ rất chỉ là tròn, có hình bầu dục, thì chúng ta có thể là đấm và đá nó sẽ bật qua bật lại là như vậy. Đây thương hiệu vua lông nhé, thì một trái này bán giá bán lẻ là 280.000 giá bán lẻ nhé các bạn, và tặng kèm theo cái bơm kim bơm luôn, có luôn. Rồi ta kèm theo cái móc treo luôn. Luôn. Cái lăm bộ chân và lăm bộ chân và lăm bộ tay thì các bạn biết rồi đó. Thì mình cũng có làm video trước để hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn về về, về sản phẩm lăm bộ tay, lăm bộ chân rồi. Đây là vỏ bao cát 1,5 m, 1,50 m. Thì loại này nó hai lớp và ba dây xích rất chỉ là chắc chắn đấy các bạn ạ. Đây mình chia sẻ lớp bên trong nhé các bạn. Đây là cái khóa kéo ra này, đây cái nắp, lớp bên trong là một lớp dây. Đây, lớp dây này, lớp dây nó may từ đầu bao cát lên đáy bao cát, nó giúp cho bao cát nó không bị tuột hoặc không bị gãy đôi hoặc không bị bục. Đây bạn có thể xem đây. Đây là cái lớp dày bên trong bao cát, may từ đầu bao cát, cái đáy bao cát rất chỉ là bền. Đấy, các bạn thấy đây là dây này, nó có 6 cái dây rất chỉ là bền nhé các bạn. Đây là loại hai lớp, nhiều bạn không hiểu thế nào là loại hai lớp, lớp bên trong là lớp may dây thôi, rất chỉ là bền. Lớp đó là nó định hình bao cát là nó vừa giúp cho bao cát nó vừa nối kết nối giữa bao cát, giữa trên đầu bao cát và đáy bao cát, nó giúp cho bao cát chúng ta nó không bị cong đi cong lại này. Thứ hai nữa là nó không bị dán bao cát. Thứ ba nữa là cái bao cát nó có độ tròn tốt hơn nhé các bạn. Đây, bóng quản xạ là một tay là một chân. Thì này là cũng có cái xem thế nào, anh ấy mua nhiều như vậy thì mình cũng báo giá với anh ấy rằng là đây, tất cả các bạn mua nhiều sản phẩm như vậy thì mình sẽ miễn ship cho các bạn, và mình chắc chắn là tiền ship không dưới 100.000, trên 100.000 nếu mà ship nhiều đồ như vậy á. Các bạn xem rất nhiều đồ như vậy thì mình đã miễn ship rồi. Đây, mình đã nhắn tin làm cho anh là mình đã miễn ship cho anh. Đó. Đây thì các bạn biết đấy, thì cái giá bán lẻ trên thị trường 500, ở cái này thì 400 nhé các bạn. Bông hạt xả 208, bao cát 1 triệu, vỏ bao cát 1,5 m 1 triệu, loại tốt đấy nhé các bạn, đường kính 40 luôn. Đây. Các bạn nào mà mua dụng cụ tập võ với mình thì có thể là đặt hàng trực tiếp với Toàn, con số điện thoại của Toàn để trên màn hình điện thoại nhé các bạn. Và các bạn có thể là mua ngoài vỏ bao cát thì các bạn có thể mua bao cát dồn sắn này, hoặc là mua côn nhị khúc này, hoặc là mua tất cả các đồ dụng cụ tập võ với mình là có liên quan đến dụng cụ tập võ thì các bạn cứ gọi điện cho mình nhé. Bên mình là cửa hàng dụng cụ tập võ, là cung cấp dụng cụ tập võ toàn quốc luôn. Các bạn yên tâm về chất lượng của sản phẩm nhé, bởi vì mình cũng là huấn luyện viên dạy võ nên mình cũng biết được sản phẩm nó cái nào là tốt và cái nào là dở để mình nhập hàng và mình bán cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những sản phẩm mới nhất nhé.